Ngày 3 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn Tài, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Vũ Văn Khánh, 39 tuổi, trú cùng thôn. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2021, Tài vào khu vực rừng sản xuất tại tiểu khu 1174 thuộc địa phận thôn 12, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông để tìm kiếm cây lan rừng thì phát hiện Khánh và Nguyễn Xuân Nam, 33 tuổi, đang dùng cưa lốc để xẻ một cây gỗ đã bị cưa hạ. Sau đó Tài dùng điện thoại di động quay lại video. Lúc này Khánh phát hiện Tài đang quay phim việc làm của mình nên đi đến chửi bới và đấm một cái vào mặt Tài. Tức giận vì bị đánh, Tài nhặt một con dao rựa ở gần đó rồi đuổi theo chém hai nhát vào đầu và lưng Khánh. Thế vậy Nam chạy đến can ngăn, tước lấy con dao rựa trên tay Tài. Sau khi gây án, Tài tiếp tục đi tìm kiếm lan rừng, còn Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tỷ lệ thương tật là 24%. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Khánh và Nam đã có hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đã chuyển hồ sơ vụ việc và tang vật đến hạt kiểm lâm huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo thẩm quyền. Tại phiên tòa, bị cáo Tài đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Văn Tài 8 năm tù giam vì tội giết người.